Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 3 năm 2017, truyền hình VTV và truyền hình Nghệ An đã có một bài báo không khách quan nói về linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam tại giáo phận Vinh và linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, về việc tài chính trong việc giúp ngư dân miền Trung kiện Formosa. Và ngày hôm nay chúng tôi có cuộc phỏng vấn trực tiếp với linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh để chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề này một cách trung thực và khách quan nhất. Vâng, thưa cha, thì vừa qua VTV và đài truyền hình Nghệ An có đề cập đến vấn đề tài chính mà do chính cha An Tôn Lê Ngọc Thanh, tức là do chính cha có trao cho trực tiếp cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam tại giáo phận Vinh để hỗ trợ ngư dân Phú Yên kiện Formosa và tìm công lý cho chính mình. Và bài báo của VTV cũng như là của đài truyền hình Nghệ An nói không được khách quan cho lắm. Vậy thì thưa cha, xin cha có thể cho chúng tôi biết một cách rõ ràng hơn về cái vấn đề này được không ạ? Thưa anh Bôn Lút Lê Sơn, thưa anh chị em, trước tiên thì chúng ta nhớ lại một chút xíu. Cách đây gần một năm xảy ra một hiện tượng, đó là cá chết ồ ạt ở các tỉnh miền Trung, và sau hàng loạt những lên tiếng và phản ứng của người dân tại chính bốn tỉnh miền Trung và tại Hà Nội cùng với Sài Gòn, thì nhà nước công bố công khai nguyên nhân dẫn đến cá chết là do biển nhiễm độc, và chính công ty thép Formosa Hà Tĩnh đã thải ra và gây độc. Và nhà nước đã tự động nhận mình đại diện cho dân để nhận đền bù 500 triệu từ công ty luyện thép Formosa đó. Và diễn tiến ngay sau khi nhận tiền một thời gian dài đó, thì nhà nước đã không có giải ngân nhanh để giúp cho dân. Và cái sự giúp cho dân mà một số người nhận được thì cũng quá ít so với cái thiệt hại thực tế mà họ đã chịu. Và đặc biệt là có thể nói gần như hầu hết dân tỉnh Nghệ An là không được, trong khi họ là những người bị thiệt hại thực sự. Họ thiệt hại với tư cách là những ngư phủ, họ thiệt hại với tư cách là những người buôn bán cá, hải sản, họ là thiệt hại với tư cách là những nhà hàng, những quán ăn cung cấp hải sản cho dân chúng và những người liên hệ trong các gia đình đó. Và đặc biệt là tình trạng biển ô nhiễm trở nên mối hiểm họa. Chính vì vậy mà dân Phú Yên cùng với cha An Tôn Đặng Hữu Nam quyết định phải lên tiếng kiện Formosa. Thứ nhất là để đòi đền bù thỏa đáng, và cái thứ hai là yêu cầu phải minh bạch, và thứ ba nếu không đủ sức minh bạch thì phải đóng cửa. Và cái nỗ lực đó là một cái nỗ lực rất chính đáng. Tôi, linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, tôi ủng hộ điều đó. Và chính tôi đã kêu gọi các anh chị em khắp nơi đóng góp để yểm trợ vừa tinh thần mà vừa vật chất cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam và dân vùng Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu đó. Bởi vì dù muốn dù không, một quy tụ đông luôn luôn cần phải có chi phí cho chuyện ăn uống, cho chuyện đi lại, cho chuyện cấp cứu thuốc men. Và đặc biệt đó là cái sự đóng góp chia sẻ của mỗi người dân ở khắp đất nước Việt Nam và kể cả người Việt trên thế giới đó, làm cho người dân biết rằng mình không bị bỏ rơi. Có thể nhà cầm quyền vì một lợi ích nào đó bỏ rơi họ, nhưng dân không có bỏ rơi họ. Đó là điều quan trọng. Và cái việc cha Nam nhận tiền từ tôi là tôi trực tiếp nhận tiền từ của những cá nhân đóng góp cho cha Đặng Hữu Nam. Và trong khi mà bộ phận kế toán của tôi đã đánh giá và cho biết thì người trong nước đóng góp nhiều hơn cả, và những số tiền lớn lên tới 50 triệu, 100 triệu là do người trong nước. Vâng, cảm ơn cha để chia sẻ rất rõ ràng về cái vấn đề tiền do chính cha đưa cho cha Nam. Vậy thì còn vấn đề mà đài truyền hình VTV cũng như là đài truyền hình Nghệ An nói rằng vấn đề tiền từ nước ngoài là được họ gọi là tiền của thế lực thù địch,
Vậy thì xin cha có nhận xét gì về cái kết luận này của họ? Thưa anh Bunut Lê Sơn, thưa anh chị em, thật ra thì Việt Nam chúng ta biết rồi, từ mấy chục năm nay, nhất là từ năm 86 và là thời kỳ mở cửa đó, là bắt đầu chạy khắp tứ phương thiên hạ, từ thủ tướng đến chủ tịch nước đều đi mượn nợ để có tiền nước ngoài rót vào, và nhờ đó mà cựa quậy đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay cái số tiền Việt Nam mượn nợ nước ngoài đã lên tới 200 tỷ đô la, chứ không phải là một con số nhỏ. Do đó thứ nhất, cái nguồn tiền nước ngoài vào trong Việt Nam là một nhu cầu, là một nhu cầu để phát triển đất nước, để ổn định nền chính trị cho đất nước. Đó là cái mà chúng ta thấy cái thực tế nó như vậy. Chỉ có những cái nguồn tài chính vào để cuối cùng khống chế hệ thống chính trị, khống chế người dân và đi đến cái tình trạng không dám minh bạch về vấn đề Biển Đông cho thế giới, không dám minh bạch về vấn đề những gia hạn bất thường về cho các công ty nước ngoài đầu tư thì mới là vấn đề. Về mặt nguyên tắc chung, ngay hàng năm Việt Nam vẫn thống kê trong 10 năm vừa qua, cứ mỗi năm là có trên 10 tỷ đô la của người Việt nước ngoài gửi về cho gia đình của mình. Và cái đó đóng góp một phần rất lớn vào sự phát triển quốc gia. Nên đầu tiên chúng ta phải hiểu là cái sự tiền từ nước ngoài góp vào Việt Nam là một sự đóng góp cho sự phát triển. Đó là một chuyện tốt. Và đến giờ phút này chính phủ còn đang phải đi mượn nợ và tiếp tục đi mượn nợ, và chưa chắc người ta có cho hay không. Cái điều thứ hai đó là cái khái niệm mà được gọi là thế lực thù địch. Vậy thì thế lực thù địch ở đây là thù địch với ai, thù địch với tổ chức nào, chứ không thể nói chung chung được. Ví dụ như thù địch với dân, tức là họ làm cho dân kiệt quệ, làm cho dân nghèo đói, làm cho dân trở nên đau khổ, và đặc biệt dân phải ở trong một tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong một tình trạng thiếu việc làm, hoặc là tình trạng bi đát hơn là nghiện ngập ma túy, mê cá độ bóng đá, vân vân, thì đó là thù địch của nhân dân rõ ràng. Còn nếu mà những cái sự trợ giúp đó nó giúp cho dân có việc làm, giúp cho dân có được một đời sống kinh tế và tinh thần thoải mái hơn, thì cái đó là bạn dân chứ, bạn dân chứ không phải thù địch. Còn nếu ai coi là thù địch thì phải thấy rõ cái đó nó đang là thù địch của cái gì, thù địch của ai. Chứ còn nói vấn đề thế lực thù địch, nó là một cái khái niệm mơ hồ để sẵn sàng chụp nón xanh nón đỏ lên đầu người khác, cái đó không đúng. Bởi vì cái bản chất những cái nguồn tiền lớn mà theo tôi là thù địch đó, là có lẽ là nguồn tiền từ Trung Quốc. Là bởi vì cái đó nó đưa vào đến Việt Nam đến mức độ khi tàu của Trung Quốc bắn các tàu của ngư dân cho Việt Nam, nhà nước Việt Nam không cho phép báo chí gọi là tàu Trung Quốc bắn, mà chỉ cho phép gọi là tàu lạ thôi. Cái đó là cái sự dùng kinh tế khống chế, làm cho lãnh đạo quốc gia không còn đủ sức, đủ can đảm đối diện với sự thật để bảo vệ dân mình. Thì thế lực thù địch là đó, chứ không phải là những cái sự trợ giúp cho dân vượt qua những khó khăn mà gọi là thế lực thù địch. Cái đó là sai. Vâng, xin cảm ơn cha cho chúng tôi cuộc phỏng vấn trực tiếp ngày hôm nay để dư luận hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà VTV cũng như Đài Truyền hình Nghệ An đã có một cái bài báo không khách quan nói về Linh Mục Anton Đặng Hiếu Nam, cũng như là nói về cha Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh. Cảm ơn anh Bullis, cảm ơn các anh chị em đã chú ý theo dõi.